Ngày 15 tháng 8, Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy, Phú Thọ cho biết vừa cấp cứu thành công một người bệnh ngừng tim khi đang siêu âm. Trước đó, Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy tiếp nhận một nam bệnh nhân 50 tuổi ở huyện Thanh Thủy, được gia đình đưa vào trong tình trạng đau tức vùng ngực, cảm giác đè nặng ngực. Ngay khi đến trung tâm, người bệnh được các bác sĩ khoa cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc thăm khám và đưa ra chẩn đoán ban đầu bệnh nhân bị đau ngực chưa rõ nguyên nhân, theo dõi nhồi máu cơ tim. Người bệnh được chỉ định cấp cứu các cận lâm sàng cần thiết để kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, khi bác sĩ đang thực hiện siêu âm tại phòng siêu âm cấp cứu, bất ngờ phát hiện người bệnh ngừng tim đột ngột. Ngay lập tức các y bác sĩ đã gọi hỗ trợ, thực hiện ép tim ngoài lồng ngực và nhanh chóng chuyển người bệnh về khoa cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc. Tại đây, người bệnh được các y bác sĩ tiếp tục cấp cứu ngừng tuần hoàn, kiểm soát đường thở, sốc điện phá rung, dùng thuốc các cơn rung thất, vận mạch cho người bệnh. Sau 20 phút, người đàn ông có nhịp tim trở lại, các bác sĩ tiếp tục duy trì vận mạch, đảm bảo hô hấp và chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Người bệnh được hạ thân nhiệt, lọc máu, can thiệp mạch, hiện tại sức khỏe của người bệnh tiến triển tốt, người bệnh tỉnh, đã rút ống nội khí quản và tiếp tục điều trị nội khoa tại khoa tim mạch bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.